Anh em nghe được không nhỏ? Đây rồi, alo, alo, alo. Vâng, vậy là G2 sẽ được xuất phát bên phía Cityside trước khi mà đây là map pick của Windigo Gaming. Một tiếng hâu khá đông người của bom xe B. Trong cái đó thì G2 đang chỉ giữ có hai B thôi, một đứng trên Heaven tới địa vị trí của Exipton. Hai bom xe B hiện tại đang là Smith và Body. Tiếng mà Smith đã hút đạn cho Body, tuy nhiên thì vẫn có lửa để trả vào. Và đó là một tiếng nằm sướng của đội bom xe B mà không hề đổi được một mạng nào cả. Exipton cũng đang lỗi skill trên khu vực Heaven. Và giờ thì Soxy bị gục bởi Blocker. Kenneth đổi một double kill cho vị trí của Kenneth. Kenneth đang có một ngày thi đấu rất bay luôn. Giờ thì Victor cũng đã hạ gục được vị trí của Exipton rồi. Và giờ thì Kenneth đang solo em triple kill cho Kenneth. Vâng, Kit đã rơi ở dưới nước rồi. Kenneth vẫn chưa hề vội vàng. Vâng, và giờ thì đẩy ra solo em. Kenneth có 4 mạng nhưng bị gục bởi Punisher. Quá đáng tiếc cho Kenneth trong tình huống vừa rồi. Vâng, chúng ta thể thấy là Kenneth dù có làm 4 thì vẫn thua rồi. G2 đang khá là nặng toàn bộ những player còn lại. Giờ thì G2 sẽ quyết định eco trắng ở trong round đấu này. Khi mà thời điểm hiện tại thì sau khi thua round Piston đầu tiên thì sẽ được cộng thêm khá là nhiều tiền. 1.900 thì phải. Có lẽ đây sẽ là một round thắng cho Windigo rồi. Khi mà G2 đang eco trắng. Một round full buy về hai Gali, hai UMP và một Mark 10 tới được Windigo. Giờ thì đang là những tình huống hai A long và ba shot bắt đầu di chuyển vào rồi. Exipton là người solo A và vừa rồi là một tình huống headshot tới từ Blocker. Một tình huống headshot rất nhanh luôn. Một pha headshot rất nhanh Blocker. Và giờ thì G2 đang di chuyển ngược ra khu vực connector. Nhưng tuy nhiên thì Punisher đang giữ lại ở khu connect với một khẩu UMP. Lộ vị trí rồi. Kenneth vừa rồi đã có một pha nhảy lỗi. Và giờ thì rất có thể là Punisher sẽ có cho mình nhiều mạng ở đây. Tôi tin được như vậy rồi. Soxy đang cố gắng mở cửa để câu. Tuy nhiên thì với việc mà Soxy lộ tiếng thì bây giờ. Vâng, ship thôi hỏng rồi. Vâng, ship vừa headshot được Soxy. Trong đó thì chưa có một ai bên phía Windigo phải nằm xuống cả. Có quyết định tăng dài không đây? Blocker có double kill khi mà cũng thành công như Smith. Giờ thì Victor không cố gắng rồi. 2-0 nghiêng về cho Windigo. Không sao cả. Bây giờ thì G2 mới bắt đầu full buy. Có một điều mua nhầm tới từ Windigo. Trong khi đó thì bên phía của G2. Cái gì đấy? Có vẻ như Soxy vừa ăn một dao của đồng đội thì phải. Vừa vào trận cái đã còn có 70 HP. Smoke được trả ra từ khá sớm tới được vị trí của Soxy. Có đẩy hay không đây? Nếu như đẩy ra và có một quả flash tốt thì cơ hội là hoàn toàn có để Soxy hạ gục được Blocker. Vâng, pop flash ra shot để control map rồi. Đây là một tình huống mà Soxy sẽ chủ động cương skill. Trong khi đó thì Body sẽ đóng vai trò là người đổi mạng. Và giờ thì bom cũng đang được giữ ở khu vực B-long rồi. Có vẻ như là Windigo sẽ lại có một đầu đánh vào khu vực bom xe B rồi. Soxy đang có một góc kê trước ở đây. Và giờ thì lộ vị trí rồi. Không còn đường lui cho Soxy nữa. Nét được trả ra. Soxy sẽ làm được gì đây? Một mạng cho Soxy. Body ạ cũng Victor đi bị ạ cũng. Và Soxy có double kill cái bị ạ cũng bởi ship. Và giờ thì sao đây? 1v3. Punisher headshot the Smith rồi. Muốn quay trở về 1v2. Cơ hội còn nguyên cho Punisher trong round đấu này. Kenneth đang có op ở khu vực ABC. Trong đó thì Exipton là người bắn trên Heaven.
lộ vị trí tới từ Punisher với một tiếng trả lửa rồi. Và giờ thì Punisher bị bắn yếu. Ken nhét ngay lập tức đẩy ra và kết thúc vị trí của Punisher, đem về đấu thắng đầu tiên cho các thành viên của G2 Esports. Một round đấu mà bộ đôi cục bóng xe B đã bắn khá hay tới từ Body và Soxy. Giờ thì Windigo vẫn đủ tiền để có thể full buy trong round đấu này. Lối chơi của Windigo đang khá là đơn giản. Kenneth đang muốn có một tiếng first pick ở khu vực B shot. Có một tiếng backup tới từ Soxy. Vâng, giờ thì Kenneth đang muốn đẩy hẳn ra rồi. Rất cường luôn, hãy cùng chờ xem. Giờ thì Kenneth. Một tiếng bắn xuyên táo tới được Kenneth. Và giờ thì Soxy đổi cho mình một mạng như bị ông bảy blocker. Trong bom bê vẫn còn người, và giờ thì tăng qua smoke ui. Vâng, blocker headshot luôn vị trí của Body một tiếng vừa rồi ạ. Nhảy qua smoke bắn thẳng vào mặt luôn. Và giờ thì sốc. Không phải, đó là Smith. Smith có một mạng rồi. Và bây giờ đến Exiton cuối cùng cũng đã cùng thành công vị trí của blocker. Round thắng thứ 2 dành cho G2 Esports. Một tiếng bắn xuyên táo của Kenneth. Sau đó thì Soxy đã có một pha cover thật sự là không được tốt cho lắm. Thật sự là như vậy. Một tiếng mở cửa, hai connector đi ra. Nhìn thì Soxy có vẻ như phản ứng hơi chậm trong tình huống vừa rồi. Và giờ thì Windigo vẫn quyết định áp cố khi mà G2 đã yếu tiền trong ra đấu vừa rồi. Vâng, vậy là Smith vừa bị gục ở khu B-Shot rồi. Một tình huống di chuyển lẻ của Smith không thành công. Và giờ thì Body tiếp tục đẩy ra đây. Vâng, lộ tiếng tới Body rồi. Rất có thể là Body sẽ chết chay. Tuy nhiên vị trí của Sóc đã đẩy được hẳn về đến khu vực T7. Góc đứng khá dị tới vị trí của Soxy. Rồi sao đây, Soxy có cho mình một mạng rồi. Không có double kill. Ship có một pha đổi mạng khá nhanh trong tiếng vừa rồi. Tuy nhiên thì đó cũng là một pha bắn lỗi tới được vị trí của Sóc. Body đẩy connector rồi. 3 vs 4. Tuy nhiên thì với việc mà Body đã đẩy được ở khu vực connector thì sẽ có khá nhiều thông tin dành cho G2 Sport. Exiton còn gần như là full bộ bom ở đây. Đây rồi, Exiton phát hiện ra các thành viên bên phía của Windigo, trả smoke ra. Thêm một nét nữa. Và giờ thì Exiton làm cái... What the fuck are you doing? Một tình huống Exiton đã chủ động né quả flash. Tuy nhiên thì đối phương có thèm pop flash đâu. Còn đối phương đẩy thẳng ra bắn vào mặt của Exiton luôn. Chứ việc gì mà phải flash trong tình huống vừa rồi. Rồi thì Body đang di chuyển. Double kill cho vị trí của Body. Kenneth đang di chuyển từ khu Heaven xuống. Tuy nhiên thì Victor đang đứng dưới nước là rất đẹp. Phanh tiếng rồi. Body sẽ là key player. Tuy nhiên thì Punisher vừa của Kenneth rồi. Body có triple kill. Và đó là bốn mạng dành cho vị trí của Body. Một tiếng bắn tay là quá to tới từ Body. Và đây là thắng thứ 3 cho G2 Esports. Lại là một player tỏa sáng cá nhân. Thì đó thì G2 liên tục để mất người từ sớm. Toàn phải nhờ vào những tiếng tỏa sáng cá nhân thì mới có cho mình được những round thắng thôi. 3-2 nghiêng về cho G2 rồi. Và với một tiếng đặt bom thành công thì Windigo vẫn đủ tiền để full buy với 3 Gali và 2 AK. Hơi yếu về lượng bom mìn một chút. Tuy nhiên thì có vẻ như đây lại là một round đấu nữa mà Windigo Gaming cũng đang muốn đánh vào B rồi. Soxy đang có một góc đứng khá đẹp ở thời điểm hiện tại. Và giờ thì Soxy lộ vị trí và lại là một tiếng chết chay nữa của Soxy. Soxy đang bắn không khác gì một con bot cả. Từ map thi đấu trước rồi. Vừa rồi thì rất may là Body đã đổi được một. Bom flash và đẩy ra tới được vị trí của Body. Khá yếu rồi, Body chỉ còn cho mình có 7 HP rồi. Tình huống này thì nên đổi AK cho Smith thì hơn. Và giờ thì bắt đầu tràn về. Kenneth bị hạ gục bởi Victor và Sip Z kết thúc bị chịu Body. Blocker hạ gục Smith thành công trong cùng bom xe B. 3 bom xe B chết chay. Ok fine. Tôi không biết nói gì với mấy ông G2 này nữa rồi.
Khó rồi, tỷ số lại là 3 đều. Tôi không thể tin được là G2 Esports gặp một team tie ở 2, tie ở 3 như thế này mà cũng phải chật vật. Tôi sẽ lên HLTV để xem qua xem là Windigo hiện tại đang là team top bao nhiêu. Chắc chắn là top tầm 20 gì đấy. Và thậm chí không có trong top 20, không có trong top 30. Trong khi đó thì G2 đâu rồi? G2 đang ở top 20. Cũng đúng thôi, lâu lắm rồi thì G2 không vươn lên nổi cái top 10. Giờ là một round up cố. Không phải, đúng hơn là một round hard buy tới từ G2 Esports. Trong round đấu này thì G2 không còn xuống ở khu vực connector nữa. Sốc xi sau một loạt round đấu chết chay thì bây giờ anh quyết định là bắn ở khu vực bom sải B. Vâng, Exipton đang solo em thôi, xong Exipton gãy rồi. Một mạng cho Victor. Bubble là người hạ của Exipton thành công ở khu vực A-Long. Ba vs năm và giờ thì G2 đang bắt bài hai người trong vùng bom sai A. Ở một góc đứng như thế này thì cả Smith lẫn Body sẽ chết trong một nốt nhạc. Giờ thì sao đây? Ô, vâng, vậy là Body và Smith mỗi người có một mạng. Sốc CSon Victor 2v2, flat được trả ra tới được bị ui. Một tiếng bắn quá nhanh của Ship. Và giờ thì Body hơi khó rồi, Body không có giáp, bắn yếu được Ship. Smoke được trả ra. Và giờ thì sao đây? Body bị gục rồi. Và đó là double kill dành cho vị trí của Sip. 4-3 nghiêng về cho Windigo. Một round fork bài G2 từ đầu đến giờ map hiếu trước. Thì họ trong những round fork bài đang tỏ ra là khá lợi hại. Giờ thì G2 sẽ có cho mình một round eco trắng. Soxy có một flash, sẽ là một tiếng pop flash của Belong để pick người. G2 đang bắt bài 5A trong round đấu này. Nhưng bắt bài khá hay. Và bây giờ thì Body vừa hết solo ship. Punisher có một mạng. Tiếp theo sau đây Body có double kill. Không phải, đó là một mạng của Kenneth. Và giờ thì Smith hết solo Victor thì bịa gục với Bubble. Smith bịa gục rồi, double kill cho Bubble. Nhưng bây giờ thì bộ đôi của Windigo đã khá yếu. Ô, vâng, vậy là một tiếng nhặt súng tới từ Body rồi. Và bộ đôi của Windigo Gaming họ back về A, họ back về B. Body biết điều này. Một tình huống di chuyển khá hay của Body. Lại cùng chờ xem. Một tình huống đặt bom default. Và giờ thì lùi về nước rồi. Đúng hơn là một quả bom về khu vực Haven. Cơ hội clutch dành cho Body gần như là con số 0. Giờ thì sao đây? Lại cùng chờ xem. Body đang phải check quá nhiều góc một lúc. Và bây giờ thì Body bị headshot bởi blocker rồi. 5-3 nghiêng về cho Windigo Gaming. Giờ chúng ta cùng đến với một round full buy tới từ G2. Xem họ có làm được cái gì hay không đây. Đâu, vừa rồi thì chắc là vị trí của Body không để ý rằng mình đã nhặt được AK thì phải. Không để ý, có lẽ đó là một điều không để ý thôi, mình nghĩ rằng như vậy. Một round full buy
Trong khi đó thì Windigo số tiền còn lại cũng không phải nhiều, khi mà họ có cho mình những round đấu eco khá là vất vả. Giờ thì sẽ bắn chậm rồi, một lửa trả ra cũng A-Shot để đẩy orb về khá hợp lý tới từ ship. Nói chung thì cái khả năng control map của Windigo tính đến hiện tại cũng là ổn. Tuy nhiên thì những cái tình huống vào sai của Windigo nó lại thiếu đi cái sự thanh thoát. Tình huống vào sai của Windigo có thể nói là hơi tù khi mà họ dẫm chân nhau khá nhiều. Và bây giờ thì Kennet bị hạ gục bởi Bubble rồi. Quá đen cho Kennet trong tình huống vừa rồi. Vừa bỏ tâm đi kê lại vào nhà vệ sinh thì bị hạ gục. Trong khi đó thì tiếp tục đến lượt Exipton. Vâng, quay đầu bỏ chạy không thành công và ngay lập tức bị assault bởi Victor. Flash được trả ra, ship Z có mặt của Soxy trước khi blocker hạ gục Smith thành công. Và giờ thì chỉ còn một mình Body thôi. Body là player bắn cùng bom sai bề và chắc chắn là các thành viên bên phía của Windigo Gaming họ biết điều này. Punisher đang đẩy ngược về T-Bay để bắt vào khẩu súng tới vị trí của Body. Tỷ số sẽ là 6-3 nguyên về cho Windigo rồi. Vâng, và giờ thì sao đây? Úi xôi, ôi. Vâng, Body bắn trước và lại một lần nữa bị blocker vả vào mồm. 12 frag tính đến điểm hiện tại tới được vị trí của blocker. Và giờ thì G2 đang phải sử dụng cho mình một quyền power tactic khi mọi đã để thua quá sâu. Năm player của G2 Sport đều chết chay ở trong round đấu vừa rồi. Thật sự không đổi được một ai luôn. Bắn như kiểu bắn rank vậy, nó không có một tí nào gọi là liên kết đến nhau cả. Tỷ lệ headshot tới được vị trí của blocker đang là khá cao, 58%. Hiện tại thì blocker đang có cho mình 12 mạng. Trong đó thì tầm 7 mạng là headshot. Có tác tích lâu thế. Chưa bao giờ tôi thấy một G2 họ lại yếu đuối đến như thế này. Đây rồi, vậy trận thi đấu cuối cùng cũng đã được tiếp tục sau tình huống pau vừa rồi. Có lẽ sẽ là một round eco hoặc là half buy đi. G2 đang thua khá sâu rồi, họ có thể half buy giữ lại tầm 1k rưỡi tiền, cũng có thể full buy được một cách thoải mái. Exipton đang cực kỳ thọt 126. Nói chung thì vị trí của Exipton trận nào cũng thế thôi, rất là thọt. Một round gần như eco trắng tới từ G2. Chủ động cương mid rồi, bắn 4 mid. Một mình Smith là người solo bề, một flash được trả lên. Victor ông sông xì trước khi Kennet đổi mạng. Và giờ thì ở T-Bay còn người. Kennet biết điều này, Kennet bị bắn yếu rồi. Và đó là một pha headshot vị trí của Bubble. Một vết 4 dành cho Smith. Một tình huống đẩy 4 người lên cục middle không thành công. Họ chỉ đổi được có một mạng của Victor trong tình huống vừa rồi thôi. Và giờ thì Smith sẽ làm được gì? Windigo vẫn đang hầu lại cục middle. Họ hầu lại chờ đợi Smith di chuyển lên để nhặt khẩu AK. Rất lắm trò, một vết 4 mà cũng cần cẩn thận như thế này. Nói chung thì nếu hiện tại thời điểm hiện tại thì các team đang học đòi cái lối chơi của Achalit khá là nhiều. Bắn theo kiểu là không cho đối phương một cái cơ hội nào dù là nhỏ nhất. Và vừa rồi thì Smith vừa headshot được một người, tuy nhiên Smith đã yếu rồi. Có một player ở lại kê. Smith sẽ làm gì đây? Blocker đang là người kê lại và cuối cùng thì Smith cũng nằm thôi, chả làm thêm được một cái gì cả trừ cái việc câu tiền net anh em ạ.
Trừ là cái việc câu tiền net 73.000 về cho Windigo. Và giờ thì tiếp tục là một round full buy nữa dành cho G2. Egypton đang liên tục có cho mình những cái số frag rất đẹp, 127 rồi. Và giờ thì có vẻ như Kenneth đang muốn đẩy con connector với cậu orb, đẩy con nách nhưng mà vẫn trả smoke ra. Và giờ thì Kenneth có lùi được về hay không đây? Một key round của G2. Chuyện bắn cương tới từ Kenneth rồi, quyết định bỏ luôn con connector. Trong đó thì Windigo Gaming họ đang đi tới 5 người cũng A-Long. Họ biết rằng G2 Esports sẽ ép ở khu connector và A-Shot. Một tiếng di chuyển quá hay tới các thành viên của Windigo Gaming. Kenneth vừa phát hiện ra vị trí của Punisher. Vâng, và giờ thì Kenneth lộ vị trí rồi. Không có ai kê cũng A-Long ở trong round này. Và giờ thì Kenneth bị A-Shot bởi Victor. Tiếp theo thì Exiton đổi một double kill cho Exiton, nhưng bị cũng bởi blocker 3v3. Và giờ thì Bubble có thêm một mạng nữa của Soxy. Đặt fake một nhịp. Punisher đang kê vào vị trí của Smith. Một góc đứng quá khó đoán. Vẫn đó là một free kill dành cho Punisher. Body lộ vị trí. Và giờ thì Body. Vâng, 1v3. Body. Vâng, Body có một mạng rồi. Tiếp theo thì sao đây? Không có mạng thứ hai. Hơi khó cho Body cứu vừa rồi. Tỷ số là 8-3 nghiêng về cho Windigo. Một pha di chuyển đội hình là cực kỳ tốt tới từ Winigo khi mà họ đánh tới 5 người của A-Long. Đọc được luôn những bước di chuyển tới từ G2 khi mà biết rằng là G2 đó là một round full buy và Kenneth sẽ ép ở khu A-Shot hoặc là Connector. Quá hay. Vâng, và giờ Smith fork bài với một khẩu Scout. Nhìn thì vừa rồi ăn một nade khá là đau. Smith vẫn đang cực kỳ lì lợm ở lại khu vực ấy sọt. À, trời. À, trời. Alo, đây rồi. Vâng, vừa quay đi quay lại cái thì lại là một vét 4 dành cho G2. Trong khi đó là tôi vừa nhận được một cái tin tức khá là bất ngờ. Vâng, Nip vừa vả át cho Lead với tỷ số 16-7. Đâu, ai bảo anh em là mình bảo kèo này dễ cho G2. Mình bảo là G2 có cơ hội ăn được ở map thi đấu này. Body có vẻ như đang muốn xếp cái giáp 1 với khẩu 5-7 thì phải. Tỷ số sẽ là 9-3 thì hiện tại rồi. Vâng, và giờ thì Body cũng đã bị gục bởi Victor. Giờ thì G2 có thể thoải mái full buy rồi. Ở trong map thi đấu này thì Kennedy đang không thể gánh được như map thi đấu trước. Vâng, và giờ là một tình huống chủ động cương ọp ở khu vực nhà vệ sinh tới từ Kenneth, lát được trả ra rồi. A-Long cũng có một người tới được vị trí của Exipton, một tiếng nhá lấy thông tin là chính rồi. Bây giờ thì có smoke che đi khu vực nhà vệ sinh, chúng ta thì thấy bước di chuyển tới được Windigo nó là chắc chắn như thế nào. Thêm lửa để đẩy ọp tới được vị trí của Kenneth về.
Một quả lửa hơi nông. Và giờ thì sao đây? Flash trả ra là tốt. Quả flash rất chuẩn tham mình. Quả flash vừa rồi thì chỉ chậm khoảng tầm 0,5 giây nữa thôi thì sẽ có một player bên phía Winigo phải nằm xuống. Anh em đợi mình tí nhá, ra ngoài lấy quả giấy ăn cái. Alo, đây rồi anh em ơi. Vâng, vậy là vừa rồi thì có vẻ như Soxy vừa có một pha deny vào vị trí của Kennet. Tôi không hiểu lắm. Bây giờ thì Kennet cũng đã bị bắn yếu ở mid rồi. Trong đó thì body vừa nằm xuống bởi blocker của Belong. Chúng đẩy Belong không thành công. G2 đang cực kỳ tù ở map thi đấu này. Họ bắn CT quá tệ, thật sự là như vậy. Trong đó thì Windigo đang thể hiện một bộ mặt khá lớn với một đối thủ được đánh giá là trên cờ. Flat Aesop và Smoke được trả ra từ khá sớm tới được Exipton. Tuy nhiên thì cũng Aesop... Ui! Một tình huống mà cả Victor lẫn Ship đã hơi đen khi mà hai thanh niên này lại đứng trên một đường thẳng để cho Exipton sấy. Hơi đen. Và giờ thì G2 đang có một lợi thế hơn người. Set bài A từ của A-Long rồi. Xin một flash và Blocker đang là người đi đầu. Blocker không check ở khu vực thùng. Một mạng cho Bubble. Tiếp theo thì Blocker bắn vào mặt của Exipton. Vâng, tôi cứ tưởng cái tình huống check vừa rồi của Blocker thì Windigo sẽ phải trả giá, nhưng mà không. Và bây giờ thì Soxy headshot Bubble 2v2. Có một tiếng di chuyển về từ cuộc headshot tới vị trí của Smith. Trong đó Soxy đã lộ vị trí ở A-Long. Và giờ thì Smith bị ăn một viên vào mặt rồi. Trong khi đó thì sao đây? Vâng, Punisher headshot Smith cũng là lúc mà Soxy hạ gục Blocker. Tuy nhiên thì đây là một bom đập rất đẹp. Vâng, gỡ fake một nhịp. Rồi sao đây, ái già cũng là ghê nhưng mà có vẻ như tham là không đủ rồi. Soxy đi đâu đây? Tỷ số là 11-3 nghiêng về cho Windigo. Soxy nằm xuống. Giờ thì G2 hết tiền. Round đầu cuối cùng ở lượt first half. No Hope Gaming. Round đầu cuối cùng là lên first half rồi. Soxy có một tiếng đẩy lên vùng mid đồ khá ảo ở đây. Còn bây giờ thì Soxy headshot được ship. C4 là rơi và ngay lập tức có một tiếng đổi mạng thành công vị trí của Victor. Thành viên bên phía Windigo Gaming tay là cực kỳ to luôn. Tình huống bắn toàn mặt rồi. Thêm một smoke nữa được che đi khu vực nhà vệ sinh. Tình huống hiện tại vẫn đang là 4v4. Chúng ta có thể thấy được là
ở những round đấu đầu tiên thì Windigo họ còn đánh vào B, và sau đó thì toàn bộ những round đấu của Windigo đều đánh vào cục bom xe A hết. Tuy nhiên thì bom xe A đang bắn khá đuối, hết liên tục là những tình huống sáo đổi nhân sự tới từ Soxi, Kennedy các kiểu, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu cả. Và giờ thì thôi xong, solo B bị chưa body, lửa toxic được trả vào, body nhả quả smoke ra lên phạm vi di chuyển, body vừa bị bắn yếu rồi, vẫn đó là double kill dành cho Victor. Bom xe B lại một lần nữa clear. Và giờ thì sao đây, blocker lộ vị trí, một tình huống headshot, Kennedy vừa đổi hai trước khi bị hạ gục bởi Punisher. 1v2 dành cho Exipton, lộ vị trí rồi, và giờ Exipton vừa hạ gục blocker, tuy nhiên cũng khá yếu. Giờ thì Punisher sẽ làm gì đây? Vâng, quyết định đặt bom tới từ Punisher. Và giờ thì, vâng, đó là một tình huống xử lý rất khó chịu tới từ Punisher. 5 giây vẫn quyết định fake, thật sự khó chịu. Tỷ số là 12-3 lượt first half. Và giờ thì nếu như G2 thua cho mình Rapiston này nữa thì thôi xong, mọi thứ là xong. Gậy. Nó là gậy. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả round lục thứ hai. G2 đang chỉ có một người mua bom thôi, Will Smith, cùng với đó là hai flash. Đây là một quả smoke trong bom tới từ vị trí của Smith. Sẽ là một tình huống đánh đơn giản thôi, smoke được trả ra. Và bây giờ thì sẽ có flash được pop vào. Punisher trả ngược một quả smoke ra để lấy phạm vi di chuyển. Lại cùng chờ xem, Victor vừa bị headshot rồi. Điều đứng ở một toxic tới được Victor, Soxy đổi một blocker có double kill với The Smith vừa hạ gục Punisher. Điều di chuyển vào khu vực toxic là khá hay tới từ blocker. Và giờ thì đội hình của Smith của G2 đang quay ngược về khu bom xe A. Kenneth có một pha di chuyển khá hay ở đây. Và giờ thì sẽ là một tình huống đấu trí. Ui rồi ôi, bắn như thế thì chơi sao? Một viên duy nhất vào mặt của Kenneth. Và giờ thì Smith quay ngược trở về khu bom xe B. Một tình huống chạy khá nhanh và có vẻ như là lộ tiếng rồi. Và giờ thì blocker tiếp tục có một tình huống ăn táp vào mặt của Smith. Thế này thì nghỉ. Thế này thì nghỉ thôi. Tỷ số là 13-3 rồi. Bây giờ thì G2 quyết định là eco ở trong round đấu này. Vâng, round full eco như thế này thì G2 sẽ làm gì đây? Smith và Soxy đang có hai khẩu eco. Và với hai khẩu eco này mà thắng được round này thì tôi cũng chịu. Đại cùng chờ xem. Vâng, vậy là Soxy vừa có một tiếng headshot vị trí blocker rồi. Đúng như những gì mà tôi đã nói. Tiếp tục là một tiếng kê trước của Soxy nhưng không được rồi. Lần này thì ship đã nhanh hơn. Và giờ thì ship đang chủ động bắn cương ở đây. Rất khó chịu với một khẩu UMP. Và giờ thì sốc.
Không được rồi, ship headshot mình mạng của anh Zipton. Victor có một tiếng backup của con Hector. Triple kill, 4 mạng dành cho ship rồi. Và giờ có A ở đây hay không? Ship đang đi tìm kiếm một pha A nhưng không được rồi. Kenneth chấm dứt pha A của ship bằng một viên Deagle vào mặt và sau đó thì nằm xuống với một viên phá mát tới từ vị trí của Victor. 14-3 nghiêng về cho Windigo Gaming. Giờ thì G2 đang có cho mình một round full buy với 5 khẩu AK ở đây rồi. Đang đẩy mid vị trí Punisher. Vâng, và giờ thì sao đây? Punisher với Esau là một người sexy đổi một trước khi Zipton nằm xuống. Vẫn đó là double kill cho Blocker. Bubble ông sexy vẫn đó là hai mạng cho Bubble. G2 bị sát đào hoàn toàn bởi các thành viên của Windigo Gaming. Một pha đẩy 3 người lên khu vực middle. Và một ở A-Long thì cũng đẩy quá khó chịu. Giờ thì Windigo đang có cho mình một map point ở đây. G2 đang quá tệ. Ui ôi, quả nết quá đau tới từ Blocker. Sexy mất ngay cho mình nửa máu với quả nết vừa rồi. Và bây giờ thì ship vả vào mặt của Body. Rơi khẩu AK rồi. Lợi thế hơn người cho Windigo. Smith đang được trao cho một khẩu AK và di chuyển ở khu vực A-Long. Vâng, solo em. Nào nào, solo em. Nào, như nào. Đây rồi, ái già, cũng biết bắn đấy chứ. Một pha headshot khá nhanh tới từ Smith. Giờ thì đội hình của G2 có vẻ như là họ đang muốn đánh ngược về B khi mà bom được giữ ở khu vực B-Long. Fake A rồi, quả smoke che đi, một thùng rác được trả ra tới từ Kenny. Blocker đang khá tự tin với những tiếng solo em của mình. Khi mà đến thời điểm hiện tại thì Windigo đang dẫn trước với tỷ số là 15-3. Một khóc kê khá dị của Sim. Rồi đây bom được back B rồi. Ok, khá dị luôn. Flash được trả ra là tốt. Kenneth có một mạng. Ship đổi một đi nằm xuống. Smith và Blocker tiếp tục bắn vào mặt của Smith. 2v2. Thời gian còn lại là 20 giây. Punisher vẫn đang di chuyển trên khu vực Heaven. Ui ôi, quả nết la đau. Và đó là double kill cho vị trí Blocker. Exipton có một pha di chuyển quá là nhà quê. Và giờ đi sốc. Rất nhiều flash được trả ra. Soxy bắn lỗ. Ui, vâng, đó là một tình huống mà Punisher đã tự sát. Và giờ thì Blocker hạ ông Soxy đem về đó thắng thứ 16 dành cho Windigo Gaming. GG. Vâng, vậy là hai trận thi đấu ngày hôm nay giữa G2 và Windigo đã kết thúc với tỷ số chung cuộc là 1-1. Cảm ơn anh em rất nhiều đã quan tâm và theo dõi. Và bây giờ thì mình phải về thôi. Nhanh không, nhà đóng cửa anh em ạ. Cảm ơn anh em rất nhiều nha.